Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Hàng Mã Giá. Từ clip ngày hôm nay thì em sẽ thêm một số cái gọi là mã bình thủy nhé. Nói chung là còn nhà em vẫn còn ít nữa. Thì hôm nay em sẽ đối với các bác nhé. Thì mã đầu tiên em lên cho bác là một em con này là của Electron nhé. Đây này. Đây, mã hiệu luôn này các bác này. Đây đây cái mã cái nhà xuất ở đây. Hình thức bên ngoài con này này. Thì nói chung là đánh giá là cũng tương đối. Con này là 3 lít nhá, 3 lít bơm tay này. 3 lít bơm tay mà một điện 100V này, 650W này, năm 2012 nhá. Rất năm 2012. Nó mờ mờ có các bác thấy nó mờ mờ vậy? Các bạn thấy nó mờ mờ. À chắc là điện thoại nó thế chứ không nhỉ. Nó mờ thế chứ không nhỉ. Đây. Để xa lên nhá. Đấy. Xem luôn lòng mè đây các bạn này. Con này giòn nhá. Giòn nhất của nó thì còn ok này, ruột có thể ruột inox nhá. Đẹp này. Đấy. Cái màng này thì các bác về các bác cho tí sấy rồi nó ra hết rồi. Cho tí chanh hoặc là tí giấm luôn nhá, các bác đun lên là ra hết rồi. Thì em tắt nước cho các bác xem. Đấy. Con này dung tích 3 lít các bác nhá. Dung tích 3 lít này. Đấy, đèn sáng nhé, đèn sáng này. Đấy. Bơm tay. Đấy, đẩy lên nhé. Đẩy lên hết các bác nhé. Đấy. Em đổ ít nước qua này này, cái áp suất nó không đủ này. Có tí nước. Đấy. Đấy. Thì con này em bán với giá là mã số 1 này. Mã số 1 nhé. Với giá là 200k này. Tại sao con này tại vì con này nó 3 lít các bác nhé. 3 lít này. 200k. Đấy, cái giá này em bán thì không cầm dây điện nhé. Các bác nào mà muốn lấy dây thì các bác thêm vui lòng các bác mua thêm dây giúp em ấy. Hoặc là các bác về các bác nối dây nhé. Em bán thì giá không cầm dây. Đấy, nước. Nước đã bốc hơi nhé, các bác nhìn thấy nước bốc hơi chưa? Đó. Mã số 1 này. Vâng á. Tiếp tục mã số 2 nhé. Em lên cho bác một em con này của Yoshiroshi này. Con này là dung tích là 3 lít này, hình thức bên ngoài của nó thì cũng không được đẹp cho lắm các bác. Đấy, nhìn kỹ cho em ấy. Đây. Quay. Đời 2007 này, 100V này, 700W. Đấy, xem lòng mè làm sao. Đây các bác nhá, lòng mè này. Đấy, lòng đây nhá. Nhưng mà nó vẫn còn cái màu xanh của nó ấy. Đấy nhá, nước rót bình thường nhé. Đấy. Hai chế độ rót nước này. Ok hết các bác nhé. Đấy. Tương đối là đây thì con này em bán với giá mã số 2 này. Mã số 2 này, con này dung tích 3 lít nhá. Với giá là 320k này. Đấy. 320k. Bạn cho 20k nhé, bác về bác tự đấu dây nhé, bác nào chốt hàng thì quay lên này. Bác nào chốt hàng thì liên hệ với em nhé, 983 này, 329755 nhé. Đấy. Tiếp theo mã số 3 này, em lên cho bác một em Tiger nhé. Con này dung tích của nó là 3.8 này, hình thức bên ngoài thì nói chung là nó còn đây, vỏ lốc vẫn đẹp nhé. Nhưng mà nó hơi một tí móp méo tí thì. Đấy. Con này thì là made in Japan này, con này thì chắc điện 100V này. Nó nên đến điện 100V của Made in Japan rơi vào công suất rơi vào khoảng tầm từ con này 206 này. Công suất của nó là 905W nhé. Đây xem lòng mè đây. À. Gioăng của nó thì đây các bác nhìn thấy gioăng nhá. Còn đây. Đun nước chè thoải mái nhá. Đấy, đun nước chè thoải mái. Các bạn đun thoải mái nhá. Này các bác để công ty hay văn để công ty ấy. Các bạn nào bác là hay bác nào mà không ấy các bác để nhà bếp cũng được. Đun lớn này. Đấy. Điện vào nhé. Đấy. Cấp nước này. Đấy, cái này là mã số 3 này. Mã số 3 nhé. 350k nhé. Đấy. Đây con này nó là tận buồn 4 lít nhé, 3 lít 8 rồi các bác ạ. 3 lít 8 ấy. Đây này. 3 lít 8 rồi nhé. Đấy.
hôm nay là bán xả này các bác luôn đấy. Chắc nay lên được 4 con thì em giá em ngồi lao được 4 con. Tiếp theo mã số 4 này. Hôm nay cho bác của em Joji Roshi nhá, con này vỏ nhựa này, 2 lít 2 này, hình thức bên ngoài còn đẹp này. Con này có khai pin nhá nhưng mà khai pin bị mất rồi. Đấy. Khai pin để bơm khi nào mà dự phòng ấy, made in Japan này. Điện 100V này, 905W nhá. Con này đời bao nhiêu? Đời 2000 các bác nhá, đời 2000 mà các bác nhìn cái màu nó này. Màu sữa nó tương đối là đẹp này. Đây xem lòng mè làm sao. Đây các bác nhá, lòng mè này. Lòng mè này đấy, lòng giết nó thì ok nhá. Đấy, lòng của nó thế này. Ở đây cái giòn của nó đây. Còn lòng đây, lòng đứt của nó thêm đẹp nhá. 2000 một nhà là quá là tuyệt vời đấy các bác ạ. Đấy. 2 lít 2. Vỏ nhựa nhá, con này ngày xưa nó được tính dòng viết đấy các bác nhá. Đấy. Cấp nước đồ này. Em ru nhé. Có cả chế độ là con này có cả chế độ ấm nhé. Đấy. Ô, con này hình như có cả chế độ chứ không chân không. Không có. Đấy. Cái này mã số 4 này. Mã số 4 nhé. 320k các bác nhé. Con này nó hình thức nó cổ mà rất là đẹp nhé. Đây các bác nhá, thì nhà em thì chắc là bây giờ em lên được 4 con thôi. Còn lại thì hẹn các bác có lít tới sau nhé, tại vì em chưa dọn được. Đây, nhà em còn ít dây điện các bác nhá. Dây điện này ấy, bác nào lấy alo cho em nhá. Dây 5m này. Dây 5m nhá, có khóa nhá. Đây 5m có khóa này. Đấy, 5m có khóa nhá các bác nhá. Đấy, bác nào lấy hàng thì lấy alo cho em nhá. Đó. Đấy, với em còn cái chảo nhá, còn 1-2 cái chảo nữa. Chảo của Make in Hàn Quốc này, Make in Korea này. Chảo này thì chảo đun từ nhá. À xin lỗi các bác nhá, chảo này chảo đun. Hôm nay camera nó cứ không được nét này. Đây các bác ạ. Đây em cầm tay cho nó dễ. Đây nhá, chảo này thì là chảo đun. Đấy. Chảo này thì là chảo đun. Chảo cái gì mà sao này. Đây các bác để xa nó nhét này. Đây này, chảo này Make in Korea này. Đấy, chảo này là chảo đun bếp ga với đấy các bác nhé. Bếp ga với lại bếp hồng ngoại nhé. Bác nào chốt cho em nhé. Con chảo này em bán với giá là 430.000 nhé. Em còn 2-3 cái để bán nốt nhé. Đấy, mới tinh luôn này, size 28. Em chào các bác, không biết size bao nhiêu đây. Size 28 luôn mà. Rồi, các bác nhé, bác nào lấy thì alo cho em nhé. 0983 39755 giúp em với. Có xem clip của em thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Chào các bác.